Chú John và cô Amelia Rocchio kết hôn được 60 năm là minh chứng cho một tình yêu bền vững, bí mật của họ, kiên nhẫn và thích nghi. Họ đã đối mặt với những thử thách như tất cả các cặp đôi khác, nhưng tình yêu của họ dành cho nhau không bao giờ phai nhạt. Thì câu chuyện của họ truyền cảm hứng để chúng ta tin vào sức mạnh của tình yêu lâu dài. Sự kiên nhẫn là nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đó là thấu hiểu, tha thứ và chấp nhận những khuyết điểm của bạn đời, cũng giống như một người làm vườn chăm sóc cây cối của họ một cách cẩn thận. Sự kiên nhẫn nuôi dưỡng mối quan hệ. Nó giúp chúng ta vượt qua sóng gió và trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ rằng thành Rome không được xây dựng trong một ngày, và những cuộc hôn nhân bền vững cũng vậy. Hôn nhân là một điều nhảy, với các cặp đôi thay phiên nhau dẫn dắt và theo sau. Vai trò phát triển theo thời gian, đặc biệt là khi có con cái và thay đổi nghề nghiệp. Linh hoạt là chìa khóa, hãy đón nhận những thay đổi này, giao tiếp cởi mở và hỗ trợ sự phát triển của nhau. Khả năng thích ứng này thúc đẩy một kết nối sâu sắc hơn và sự thấu hiểu lẫn nhau. Thay đổi là một cái phần tự nhiên của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều phát triển về thể chất, cảm xúc và tinh thần. Mong đợi đối tác của chúng ta không thay đổi là điều không thực tế. Hãy đón nhận những thay đổi này, tôn vinh sự phát triển cá nhân và khám phá lại nhau. Hành trình tự khám phá liên tục này giữ cho mối quan hệ luôn sống động. Cùng nhau vượt qua thay đổi là chìa khóa để duy trì một cái mối quan hệ bền chặt. Dưới đây là một số mẹo thực tế để giúp bạn trên đường đi, giao tiếp cởi mở và trung thực, chia sẻ cảm xúc, ước mơ và mối quan tâm của bạn với nhau, lắng nghe tích cực và đồng cảm. Cố gắng hiểu quan điểm của đối tác của bạn và thực sự lắng nghe những gì họ đang nói. Luyện tập tha thứ, buông bỏ những tổn thương trong quá khứ và tập trung vào hiện tại, dành thời gian cho nhau. Những buổi hẹn hò, sở thích chung hoặc chỉ đơn giản là những khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau là rất quan trọng để duy trì kết nối của bạn. Và đừng bao giờ ngừng tán tỉnh. Những cử chỉ yêu thương và đánh giá cao nhỏ sẽ giúp giữ cho sự lãng mạn luôn sống động. Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể cùng nhau vượt qua thay đổi và củng cố mối quan hệ của mình. Phần 6. Gặt hái quả ngọt, một đội yêu thương và trưởng thành. Một cuộc hôn nhân kiên nhẫn và thích nghi là một hành trình dài của tình yêu, sự trưởng thành và đồng hành. Đó là một bến đỗ an toàn nơi cả hai đối tác đều cảm thấy được hỗ trợ, yêu thương và thấu hiểu. Phần thưởng là vô cùng lớn, cảm giác thuộc về sâu sắc, ước mơ chung và sự hỗ trợ không lấy chuyển qua những thăng trầm của cuộc sống. Phần 7. Nuôi dưỡng sự kiên nhẫn, những bước nhỏ tác động lớn. Luyện tập lắng nghe tích cực. Thực sự lắng nghe những gì đối tác của bạn đang nói. Dành một chút thời gian để hít thở khi bạn cảm thấy thất vọng. Tránh những phản ứng bốc đồng. Chọn sự tử tế hơn là chỉ trích. Đưa ra sự hỗ trợ và khuyến khích. Hãy nhớ rằng bạn là một đội. Cùng nhau giải quyết các thử thách với sự thấu hiểu. Phần 8. Lời tán dương cho tình yêu bền vững. Trên câu chuyện của John và Amelia nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu bền vững là có thể. Hành trình của họ được trải bằng sự kiên nhẫn, thích nghi và cam kết, không lấy chuyện, truyền cảm hứng cho chúng ta nuôi dưỡng các mối quan hệ của chính mình. Hãy cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp của tình yêu lâu dài và sức mạnh biến đổi của sự kiên nhẫn. Phần 9. Hành trình tối hạnh phúc viên mãn của bạn. Hãy nhớ rằng mỗi cuộc hôn nhân là độc nhất, không có cách tiếp cận nào phù hợp cho tất cả. Hãy tận hưởng hành trình, trân trọng những khoảng thời gian tốt đẹp và vượt qua những thử thách bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Hạnh phúc viên mãn đang chờ đón bạn.